Doanh nghiệp nào thực hiện tốt thì tăng cường hỗ trợ, các trường hợp không đảm bảo thì buộc phải tạm dừng hoạt động. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thế Hùng dẫn đầu đoàn công tác đến trao tặng vật tư y tế chuẩn bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho thành phố Châu Đốc, huyện An Phú và Trà Tôn. Tại buổi đi đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thế Hùng thăm hỏi tình hình phòng chống dịch tại địa phương, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó chia sẻ những khó khăn khắc giả của địa phương trong giai đoạn an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng động viên chia sẻ những khắc giả trong hệ thống mặt trận các cấp hiện nay trong công tác chung tay cùng các cấp ủy chính quyền địa phương tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiến Hùng mong muốn các địa phương tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của địa phương sớm thích ứng với tình hình mới. Dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ vật tư y tế, đồ bảo hộ, thuốc điều trị F0, hàng hóa thiết yếu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương, đồng thời phân bổ hỗ trợ cho hệ thống mặt trận trực tiếp tham gia phòng chống dịch mỗi địa phương 5 triệu đồng, 100 bộ test nhanh, 500 khẩu trang N95, 50 thùng mì gói và 200 hộp sữa, tổng trị giá tiền mặt và hiện vật trị giá gần 900 triệu đồng. Sáng nay, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Võ Nguyên Nam đến thăm và tặng quà lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ những khó khăn bệnh COVID-19 thị trấn Mỹ Luông như khẩu trang y tế, thuốc điều trị F0 tại nhà, thuốc xuyên tâm liên và một số nhu yếu phẩm. Cũng trong sáng nay, bà Đặng Thị Qua Đây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát kiểm tra thực tế công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số điểm tiêm chủng thuộc phường Mỹ Hòa, huyện Phước và Mỹ Long. Tại buổi đi đến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đặng Thị Qua Đây lưu ý cần bố trí lực lượng hỗ trợ đảm bảo khoảng cách trong công tác tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, cần đảm bảo thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện tiêm vaccine theo quy trình, sắp xếp vị trí chờ của người dân trước và sau khi tiêm, hướng dẫn đầy đủ cho người tiêm vaccine những lưu ý sau khi tiêm. Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi đầu tiên tặng quà cán bộ công chức không may mắc COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Nay đã được điều trị khỏi bệnh. Thưa quý vị, các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, An Giang ghi nhận trên 15.000 ca mắc. Thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống và quản lý điều trị, trong đó đang thí điểm mô hình điều trị F0 không triệu chứng tại nhà và chính thức đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị tại trung đoàn 892, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, với quy mô 1.000 giường. Đây là cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thứ 35 trên địa bàn tỉnh An Giang. Hiện nay, An Giang có 34 cơ sở điều trị cách ly tập trung ở các huyện thị thành phố với trên 4.700 giường. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca mắc tăng mỗi ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 2591 thành lập trung tâm điều trị COVID-19 tại trung đoàn 892, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, với quy mô 1.000 giường, chính thức đi vào hoạt động vào hôm qua,